lớp chúng ta đã phải nằm lại, tiếp tục đẩy từ vị trí của Jacker để cover người đồng đội. Nhưng trong chân là hơi khó khi mà các thành viên của team Blitz đang thi đấu rất tốt ở đây. Bây giờ thì quan tâm còn hai người và đấu sự diễn ra. Bobat tiếp tục có bàn tiếp theo và đó là mạng hạ gục dành cho Bobat. Và cái tên cuối cùng Đức Mỹ với sự hỗ trợ căn đài viên này, và đó là một mạng dành cho vị trí Đức Mỹ. Chưa confirm được, nhưng đây là một tình huống làm hai không. Một chút nữa rồi. Đã bắn headshot nhưng chưa có mạng. Đối phương chỉ là một trăm máu. Ôi, này thì lại hụt. Nhưng mà may mắn vẫn chạy cái đó là một tình huống. Xin gieo thẳng vào đầu. Nhưng Xin Vi vừa rồi thì lại tiếp tục có một tiếng knockout đi được Glory. Và giờ Chu đang bị móc máy từ phía sau. Rồi đó là pha bắn tốt. Đây là Something Else. Double knockout dành cho vị trí của Something Else. Chắc chắn sẽ công lên ở góc nhìn thứ nhất này thì tiểu công sẽ không phải quá bất lợi, nhưng đó là một pha xử lý thật sự đột biến tới được Something Else. Odin Gilton, bây giờ thì họ chỉ cần tới và quét sạch. Akita vẫn nốc cũng được vì chưa đạp bầu trời đến từ Pháp. Ở đây thì đang là cầu S12K tiếp tục có một tình huống knock out. Và bây giờ thì vị trí của Hoàng anh ta không thể có vấp được. Nhưng đây là một tình huống Mainuko Phoenix đa năng phải dừng lại vị trí top hill thứ 15. Biết ở đây thì có anh em nào là fan của Messi thì điểm danh nhá. Khoan đã, ở đây thì chưa solo team được, đó là Bragalis. Nas cũng đã bị bắt trong tình huống vừa rồi. 2 phút nữa. Vòng bo bây giờ mới chỉ là vòng bo thứ 4, chuẩn bị chập vào vòng bo thứ 5 mà thôi. Rosistus đang cố gắng bắt, anh ta bắt thành công vị trí của Six Sack. Đồ là còn lửa, còn nết. Bây giờ chỉ cần thả bỏ nhỏ ở đây thôi, khả năng cao là bên phía Sapper sẽ nhận được rất nhiều áp lực. Butterball của Rosistus có tình huống stagnate và knock out đi được vị trí của Poches cùng T-Nord, PPT và Mark Sonut. Hackerman một lần nữa lại cứu người đồng đội của mình. Oppo anh ta sẽ đẩy. Bây giờ thì Q confirm không còn gì để mất nữa rồi. Đúng theo nghĩa đen, khi mà Oppo là player còn lại cuối cùng, anh ta cũng chỉ còn lại cho mình những quả flash mà thôi. Knock được vị trí Hackerman. Phía bên trên còn lại hai player bên phía team Blitz. Lượng đấu ít ỏi của Oppo bằng những quả flash có lẽ nó sẽ không giúp được nhiều. Trong tình huống 1v2 này, anh ta đang đẩy lên một khoảng cách và ở một vị trí khá trông. Đó là tất cả những gì mà Oppo làm được khi mà knock out được vị trí inside. Bây giờ là quả nết tới từ vị trí của Porch. Quả nết chưa quá đau. Và phía trong quả smoke này thì đang là đôi player bên phía của bóng cây, thêm một quả nết nữa nào. Quả nết cuối cùng tới từ vị trí của Porch. Phía sau thì chưa có nhiều sự hỗ trợ lắm tới từ Sharper Sport khi mà những người đồng đội vẫn đang lo ở những hướng khác. Tiếng cover từ phía xa mà thôi. Nhưng đây là vị trí của Porch với double knock out. Đồ đạc thì còn nhiều. Vị trí của Jinjok, anh ta đang nghĩ quá nhiều thứ. Đây là một giải đấu ở khu vực tôi chứ không phải là thế giới đâu. Cứ ném nét thì lại buồn.